Xin ra con cháu về đi về nhà thì nhà bên sư mẹ cái nhau mình cũng nhìn thấy rồi mà.
Thế chị phụ nữ nói có lý. Thôi, mai là tôi sẽ đổi lại sách con rồi. Nhớ mua cho con hai bộ quần áo mới. Mai tôi đưa con xuống trường nhập học. Tôi cảm ơn anh em chị đoàn. Tôi cảm ơn chị phụ nữ đã nói cho tôi hiểu. Từ nay trở đi, tôi sẽ không bắt con kiến nhà tôi đi lấy chồng nữa. Thật hả bố? Ừ, thật hả, mai bố sẽ đưa con xuống trường rồi. Đó. Màn tiểu phẩm của đội thi thôn lùng mở đến đây là kết thúc. Thông qua màn tiểu phẩm này, chúng tôi mong muốn gửi đến đội hội thi chúng ta cùng thực hiện tốt luật hôn nhân và gia đình.